Xin chào anh em đã đến với kênh Vinh Thành Audio. Trong video ngày hôm nay xin giới thiệu với mọi người về chiếc amp đa kênh của Đàn Ông. Model là AVR1612. Đây là dòng amp đa kênh thế hệ đời mới của hãng với hỗ trợ kết nối HDMI với cái chuẩn là 1.4A và sẽ hỗ trợ các định dạng audio như là Dolby HD, DTS Master Audio, hỗ trợ video 3D, Full HD, hỗ trợ chuẩn hình ảnh lên tới là 1080p. Đây là dòng amp xuất châu Âu nên điện áp của nó là 230V. Anh em có thể sử dụng trong điện áp của gia đình của chúng ta, không cần phải qua cục để nguồn, rất là tiện lợi nha anh em. Và ngoài ra nó vẫn hỗ trợ cho chúng ta cổng kết nối cổng quang, anh em có thể chơi nhạc YouTube từ Smart TV trực tiếp luôn, rất là tiện lợi. Vẫn hỗ trợ cho chúng ta cái cổng kết nối là analog để anh em có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và ở phía trước này thì anh em sẽ thấy là cái cổng USB. Với cổng USB này thì anh em có thể chơi nhạc từ iPhone, iPod trực tiếp luôn. Và ngoài ra thì ta vẫn có thể cắm cái thẻ nhớ USB vào để chơi nhạc MP3, nhạc số, rất là tiện lợi nha anh em. Về kích thước chiều ngang của đi, đây là dòng size lớn tiêu chuẩn 435mm, chiều cao là 160mm và chiều sâu của nó là 380mm, trọng lượng là 9,3kg, điện áp là 230V nha nè. Về công suất loa thì nó sẽ có thiết kế công suất là 120W, một kênh loa cho là 6 ohm nha, đánh 10 sợi hang to. Dòng này thì nó sẽ hỗ trợ là chế độ là nghe nhạc bằng tất cả các kênh loa multi stereo cũng như là chế độ điều chỉnh equalizer, điều chỉnh bass jack nên chất âm của nó rất là hay nha. Và sau đây thì em sẽ test một đoạn thanh để anh em thưởng thức về chất âm của chiếc Đàn Ông. Với cái cổng vào đầu tiên đó là cổng HDMI, ngõ vào là Blu-ray. Và cổng DVD đó là cổng analog và cổng TV đó là cổng quang nha anh em. Equalizer. Cổng quang TV. Cổng DVD, cổng analog nha. Gió lạnh vào lòng. Bóng quang chợt đến mất mỗi chờ. Chất âm rất là sáng tiếng anh em. Với sự hỗ trợ của chế độ điều chỉnh equalizer nên chất âm cải thiện rất là đáng kể nha. Và để điều chỉnh equalizer tắt mở thì anh em sẽ có nút là multi equalizer nha. Đây. On off nha anh em. Rồi bây giờ thì em sẽ test tiếp theo là cái cổng USB luôn cho anh em nha. Cổng USB này thì có thể chơi nhạc MP3 cũng rất hay nha. Rồi bây giờ em sẽ chuyển sang cái cổng là USB đây. Rồi nó đang đọc cái dữ liệu bên trong USB nha. Rồi em sẽ chuyển sang cái mục là MP3. Anh em có thể sử dụng cái phím mũi tên qua lại lên xuống để điều chỉnh nha. Tên xuống nha để đổi bài. Rồi nút enter để tắt nha. Chất âm cực kỳ sáng tiếng nha anh em. Đây là nút để thay đổi ngõ vào trên âm ly nha. Nó vào Blu-ray, đó là cổng HDMI nè. Rồi để thay đổi các chế độ âm thanh
Thì ở đây nó sẽ có những cái nút chế độ đây, nút radio nha, nút trên cùng đây. Đây là nút multi stereo nha. Multi stereo thì với chế độ này anh em có thể nghe nhạc bằng tất cả kênh loa khá là hay, thì chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc nha. Và một số cái chế độ âm thanh nha. Chế độ direct nè. Chế độ xem phim khác nha. Trên cái khiển này thì có thể chỉnh full luôn chức năng nha. Multi stereo. Và để điều chỉnh equalizer thì anh em sẽ vào nút menu nha. Và ta sẽ vào cái menu audio adjust nha, ta nhấn enter. Của tai nghe và menu equalizer enter, anh em có thể chỉnh riêng biệt từng kênh loa hoặc là tất cả nha, ta nhấn enter. Thì tại đây nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh cái tần số mũi tên là từ 63 Hz nè, mũi tên lên xuống nha, 63 Hz, 125 Hz, 250, 500, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 8 kg và 16 kg nha. Rồi ta vào cái mục này để mà điều chỉnh nha, và điều chỉnh xong thì ta sẽ nhấn nút trở ra. Và anh em nhớ giùm em là cái chế độ để tắt mở equalizer nha. Nếu như chúng ta không điều chỉnh cái chế độ này thì nó sẽ không cái tạo cái hiệu ứng equalizer. Và để điều chỉnh bass chép thì anh em sẽ vào menu nè, audio nè, chỉnh tone nè và chỉnh on lên nha. Và ta sẽ mũi tên lên xuống để điều chỉnh bass và chép nha. Rồi, và như vậy là xong những cái test về cái ngõ vào HDMI, ngõ vào cổng quang, ngõ vào cổng analog và ngõ vào cổng USB nha. Đó là cảnh mặt trước của máy nha nè. Máy đẹp long lanh luôn nha. Không một vết chày luôn nè. Đây là cổng USB đây. Dòng này thì nó sẽ có chơi được đại FM nha, full tần số luôn nha nè. Đây tuner, anh em về lắp thêm anten vào để dò đại nha. Cái này em không có anten để thử cho anh em nha. Đây, ở trên cái khiển nha. Tunin nè. Anh em sẽ thấy là cái đài FM nha, trên 90 tới 108 MHz luôn nha. Chín mươi sáu, 97, 98, 99 nha, 108 luôn. Rồi anh em về lắp thêm anten nha. Đây là cổng Blu-ray HDMI nha. Chế độ là multi stereo và em sẽ test từng cổng ra loa luôn cho anh em nha. Đây là cổng HDMI in, anh em có thể lấy tín hiệu từ hộp analog đưa vào, HDMI IO sẽ xuất sang TV. Chức năng ARC luôn nha. Đây là cổng quang in, tín hiệu từ Smart TV xuống. Ở đây là cổng analog nha, cổng để chơi nhạc từ đồ đĩa nha. Rồi em sẽ test các cổng ra loa luôn cho anh em. Rồi em sẽ tăng cái volume lên. Rồi hai lo và lo center, ngày lập đông gió lạnh và lo surround bâng khuất đến mắt môi chờ mong. Và như vậy là ta có thể chơi cùng lúc là năm lo như nè. Đây là thông số của chim đi Denon AVR1612, dòng xuất châu Âu, 230 V, công suất là 360 W nha. Dòng này chơi nhạc mạng ngon bổ rẻ trong tầm giá luôn nha nè. Thất âm đi từ năm AVR1612. Bên trong còn rất là đẹp nha nè. Dòng này thì nó sẽ đánh 50 sọt ha. Khung sườn máy còn sáng nào hết nha. Biển hiển nguồn to đẹp sạch sẽ. Với chiếc đi Denon AVR1612 hàng xuất châu Âu, điện áp 230 V, anh em có thể chơi điện trực tiếp từ gia đình của chúng ta.
Và ngoài ra với chiếc đi này hỗ trợ kết nối HDMI, kết nối cộng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng từ Smart TV để chơi nhạc từ YouTube rất là tiện lợi. Với chiếc đi đàn ông AVR1612 thì em sẽ bán với giá là 3.200.000 đồng, giá trị bao gồm phí vận chuyển. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ tới số điện thoại 0834563852, em ship hàng toàn quốc. Anh em xem kênh ủng hộ em vui lòng nhấn nút đăng ký màu đỏ phía dưới màn hình để luôn nhận được những video mới nhất và nhanh nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.